Đây là một trong những cái bước bên mình đang gọi là may để cho nó có chiều sâu. Mọi người biết là bên mình đang sử dụng những cái con bướm cắt CNC như thế này bỏ lên trên cái backdrop để tạo được cái chiều sâu cho backdrop, thì mình sẽ kết hợp với cái kiểu mà tán màu ra nó vô định, như là nhìn nó rất là nghệ thuật, rất là ạt nha. Và đây là một trong những sản phẩm mình làm, đó là V Cloud Cancer, đó là dành cho hoa hậu chữ V, dành cho các bạn fan chúng ta có thể coi một vòng nha. Trên những con bướm mà mình cắt được chiều sâu như thế này, và đây là một trong những sản phẩm của Tân Thứ, mọi người có thể coi vòng này nha. Quay vòng coi nha. Em đi vô gần nha, quay gần là đi vô đó. Cái bước mà gọi là tạo cái độ sâu dành cho những cái con bướm bướm mà anh tọt lên dán lên như này, khi mà mình dán lên xong rồi mình muốn cho bướm phát hiện nó giống như có chiều sâu á, thì mình sẽ tán bột ra. Mọi người biết đây là một trong những quá trình rất là mỹ thuật nha, không phải ai cũng làm được nha. Bạn có thể chê xấu chê gì không bằng biết, nhưng đây là một trong những cái mà nó giống như vừa kết hợp giữa họa sĩ vẽ cộng với lại những con bướm để tạo được cái độ sâu cho hoa với bướm á, là một trong những cái rất đẹp rồi. Có thể quay cho mọi người coi một vòng quá trình mình đang làm nha. Đây là một trong những cái rất là đẹp dành cho cái và là cái chương trình hợp fan của hoa hậu Vy, cái chương trình đó là Vy Flower Concert, và đây là một trong những sản phẩm của nhà Simon Tấn.